đích thực những cái đau khổ của dân chúng không được phát hiện ra. Cho nên là nói rằng Việt Nam vô cảm thì đó cũng là một phần, còn đích thực ra trong lòng mỗi người bây giờ người ta cũng cảm thấy rằng người ta bị nhục nhã, nhất là trước cái vụ mà Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, và nhất bây giờ đó, trong hoàn cảnh bây giờ ta nhìn vào cái hoàn cảnh của nước Nhật, vừa mới động đất, vừa bị sóng thần, vừa đang mà đáp ứng phó với cái vụ rò rỉ nguyên tử, người ta thấy rằng người dân Nhật họ ứng phó bây giờ ngay ở trong nước họ cũng đã thấy rằng cái nước Việt Nam và ngay ở Trung Cộng ra thua xa người Nhật Bản về cái nhẫn nhục, về cái mà chia sẻ, về cái mà trật tự, về cái mà đạo đức, về cái mà lòng nhân của con người đối với nhau. Đó là một cái mà tôi nghĩ rằng bây giờ hiện tại những ảnh hưởng, nhất là cái vụ động đất ở Miến Điện vừa qua đó, nó làm cho thúc đẩy vào cái sự sống chết của con người nó đến dồn dập từng giây từng phút, cho nên họ đã bắt đầu, họ đã nghĩ tới người khác nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng trong tương lai cơ hội này có thể cái cảm động của con người nó sẽ bắt đầu nó thức dậy, và nhờ các cái việc mà đấu tranh hay giáo dục của các tôn giáo đòi hỏi cái quyền tự do, tôi nghĩ rằng trong nay mai rồi sẽ người Việt Nam sẽ tỉnh thức, chứ không phải mãi mãi ngủ như hôm nay. Dạ, yeah, cảm ơn giáo sư. Dạ, xin kính mời giáo sư. Dạ, dạ. Dạ, thưa thượng tọa, thưa giáo sư Lý Đại Nguyên. Có lẽ chúng ta cũng nên trở lại với lại cái nạn động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Và nhìn vào cái khía cạnh tích cực của nó mà báo chí không phải là Việt Nam đâu, hay là Á Châu đâu, mà luôn cả các báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Pháp người ta ca ngợi. Coi dân tộc Nhật Bản là một dân tộc lớn, một dân tộc vĩ đại. Và đối chiếu với nó thì một nhà báo của Trung Quốc, Trung Hoa Cộng sản đó, thì họ nói rằng Trung Quốc có thể, hay là Trung Quốc có thể là một cường quốc kinh tế, nhưng mà khó mà có thể trở thành một dân tộc lớn được. Cái nhận định đó báo LA Times mà nó cũng nêu lên là khi nói tới cái tinh thần trách nhiệm, nói tới sự bình tĩnh, nói tới cái sự lễ độ của người Nhật, nó dùng cái chữ impeccable. Impeccable là hoàn hảo, là không có thể chê trách vào đâu được. Và về phương diện bình tĩnh đối phó với tình hình, không có lo sợ, không có nổi loạn, không có cướp bóc, rồi lễ phép đi trao, người đi trao các tặng phẩm cứu trợ cũng như người tặng nhận tặng phẩm đều dạp mình cúi xuống để chào lẫn nhau. Và cái tinh thần trách nhiệm, cái tinh thần trách nhiệm mà chắc quý vị theo dõi cái nạn gọi là phóng xạ nó đang xảy ra khi có những cái lò điện nguyên tử nó bị hư hại, thì mới hôm qua hay là sáng nay tôi nghe có nói tới hai người không biết là nhân viên của cái nơi đó quay trở lại để mà sửa chữa, thì họ đã bị phóng xạ làm cho bị thương ở chân. Người ta biết trước điều đó và họ vẫn làm. Rồi một người cảnh sát viên gốc Việt Nam làm việc ở Fukushima đó, thì ông có nói rằng thì là anh em chúng tôi bây giờ phải làm việc tới 20 giờ một ngày, nhưng mà chúng tôi muốn rằng mỗi ngày chúng tôi có đủ 48 giờ để mà đóng góp vào cái việc cứu trợ mọi người ở đây. Thì đấy là những cái nhận xét của những người không phải là Việt Nam hay là Việt Nam ở nước ngoài. Thì bây giờ nhìn lại người Việt Nam chúng ta luôn luôn hãnh diện, và chúng ta ở trong nước thì họ còn tự hào hơn nữa là coi dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, dân tộc Việt Nam hay là thời đại Hồ Chí Minh là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Bây giờ chúng ta, tôi nghĩ đã đến lúc mà nhìn sang người và nhìn lại mình xem dân Việt Nam có được phần nào những đức tính của người Nhật hay không, và nếu không thì tại đâu, và nếu muốn thực tâm muốn sửa chữa thì làm như thế nào sửa chữa, ai là những người có trách nhiệm
trong cái việc dựng lại cái con người Việt Nam. Mà dù cho rằng có hãnh diện lắm về người của mình thì chúng ta cũng phải công nhận rằng đến một giới hạn nào đó chúng ta cũng có nhiều nhược điểm chứ không phải không. Cái cuộc chiến tranh kéo dài cả 30 năm rồi, cái tình trạng nghèo khổ của người Việt Nam hiện tại, rồi cái tình trạng bị áp bức về phương diện nhân quyền chúng ta, một phần nào tôi nghĩ nó là cho chính con người của chúng ta. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là nếu mà nó quả đúng như vậy thì làm thế nào vực dậy được cái đạo đức của con người Việt Nam bây giờ. Chúng ta cũng có thể nhớ lại trong ngôn ngữ Việt Nam chúng ta có cái câu là cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy. Bây giờ chuyện nó chưa xảy ra Việt Nam đâu, nhưng mà nó mới xảy ra ở Miến Điện. Rồi biết đâu một ngày nào đó nó sẽ xảy ra ở Việt Nam. Và chúng ta đã sẵn sàng chưa, khi mà cái cuộc sống hỗn loạn ở trong các đường phố từ Sài Gòn cho tới Hà Nội, Đà Nẵng vân vân, nó hỗn loạn đến độ tôi có hỏi một vị cảnh sát trưởng và một vị gọi là cao cấp trong cảnh sát chúng ta, và bây giờ nếu có sự thay đổi ở Việt Nam cho ông về làm cảnh sát trưởng Sài Gòn, ông có chấp nhận hay không, làm thế nào cải thiện được cái tình trạng đó. Thì thưa quý vị, bây giờ xin được đặt cái vấn đề là làm thế nào vực dậy được con người Việt Nam. Và ngay cả ngoài này nữa, mỗi sau mỗi buổi sinh hoạt ở nơi công cộng này, chúng ta vào cái cầu tiêu của chúng ta ở ngoài này thôi, thì chúng ta có thể hãnh diện là người Việt Nam chúng ta là những người có tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm tối thiểu đó hay không? Tôi nghĩ rằng nói như vậy thì có thể làm phiền lòng nhiều người. Nhưng mà đó là một sự thực. Thế và tôn giáo để xin được thưa với Thượng tọa là có thể đóng góp được phần nào trong việc vực dậy cái tinh thần của người Việt Nam hay không? Cảm ơn hai giáo sư rất là nhiều. Quả thật sâu cái trận động đất tại Nhật Bản, những cái ấn tượng đặc hữu đã để lại trong lòng người khắp nơi trên thế giới là một cái bài học lớn cho tất cả chúng ta. Rất tiếc là thì giờ đến đây đã không cho phép chúng tôi kéo dài thêm. Xin chân thành cảm ơn hai giáo sư rất rất là nhiều. Và xin kính mời hai giáo sư gửi lời tạm biệt đến quý khán thính giả của đài. Vâng, kính chào quý vị. Bởi vì chúng ta còn rất ít thì giờ, cái việc vấn đề này quá lớn để mà chúng ta bàn thảo với nhau. Và rất còn để tiếp tục chúng ta sẽ nói tiếp. Xin kính chào quý vị. Tôi chỉ xin thêm một chút nữa thôi, một câu thôi, là cái trận động đất đó nó xảy ra ở bên Nhật, sóng thần xảy ra ở bên Nhật là một cái nước có một cái nền kỹ thuật rất là cao, có rất nhiều những chuyên viên rất giỏi, mà rồi họ còn không nhận, không chặn được. Rồi bây giờ sửa chữa cái nạn phóng xạ có thể tàn phá nước Nhật và lan tràn sang các nước khác, mà Nhật cũng lao đao lắm. Vấn đề được đặt ra là Việt Nam chúng ta có đủ cái khả năng đó hay không? Và chúng ta có nên có một cái ý thức tối thiểu về cái giới hạn của khả năng con người hay không? Hay lúc nào chúng ta cũng cứ tự coi mình thì là giỏi, là hơn các dân khác, thông minh, cần cù chịu khó vân vân. Đó là vấn đề tôi xin được gửi tới tất cả các quý vị thính giả để chúng ta cùng suy nghĩ. Và nếu có dịp thì chúng ta sẽ thảo luận hơn nữa về vấn đề này. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị rất rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.